Tuyển Việt Nam, lựa chọn của huấn luyện viên Chelsea và những hoài nghi. Huấn luyện viên Philippe Chelsea công bố danh sách tuyển Việt Nam cho 3 trận giao hữu dịp FIFA Day tháng 10 với nhiều bất ngờ kèm theo cả âu lo. 1. Chưa bao giờ, kể cả thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền vốn không thiếu cầu thủ trẻ xuất sắc, tuyển Việt Nam xuất hiện nhiều tân binh như lần tập trung vào ngày 2 tháng 10. Cụ thể, trong danh sách 33 cái tên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho những trận đấu giao hữu dịp FIFA Day có tới 16 cầu thủ được coi như tân binh hoặc rất trẻ góp mặt. Cùng với đó, những cầu thủ được coi xuất sắc hoặc chắc chỗ sau màn trình diễn ở trận giao hữu gần nhất như Văn Quyết, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng không có tên cũng khiến tất cả phải bất ngờ, tiếc nuối. Dù thế, việc trao cơ hội cho nhiều tân binh, trong khi danh sách tập trung có hạn nên cũng dễ hiểu với quyết định của huấn luyện viên Philippe Chelsea ở lần tập trung rất quan trọng sắp tới. 2. Theo dõi cách làm việc của huấn luyện viên Philippe Chelsea kể từ khi ký hợp đồng cùng bóng đá Việt Nam thì quyết định gọi và dùng các cầu thủ trẻ thực ra không bất ngờ. Trong tất cả những đợt hội quân từ tháng 3 đến nay, hầu hết thuyền trưởng người Pháp luôn gộp hai đội U23 và tuyển Việt Nam tập trung một sân nhằm làm quen, học hỏi cũng như nắm bắt cùng giáo án. Cách làm này là độc đáo, cũng như hợp lý trong bối cảnh huấn luyện viên Philippe Chelsea đang muốn xây dựng cho tuyển Việt Nam một thế hệ kế cận đủ sức gánh vác trọng trách trong tương lai. Khi cần, tất cả những gì mà nhà cầm quân này làm, trung uy cũng muốn giúp bản thân lẫn bóng đá Việt Nam thành công với mục tiêu dự World Cup 2026 hoặc xa hơn. 3. Hiểu quyết định mà huấn luyện viên Philippe Chelsea đưa ra nhưng chẳng có nghĩa không lấn cấn, lo ngại, đặc biệt ở đợt tập trung rất quan trọng, thậm chí liên quan tới sự thành bại của bóng đá Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 sắp diễn ra vào tháng 11. Chẳng dễ mà không lo ngại khi 3 trận đấu tham dự dịp FIFA Day tới tuyển Việt Nam có cơ hội đối đầu cùng các đội bóng rất mạnh gồm Trung Quốc, Uzbekistan và đặc biệt Hàn Quốc. Các trận đấu này được coi là một cuộc tổng duyệt cuối cùng đối với tuyển Việt Nam về lối chơi. Con người chứ không hẳn thử nghiệm như trước nên cần một đội hình mạnh nhất với các cầu thủ chủ chốt. Cần biết rằng, sau 3 trận giao hữu gần đây, đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chelsea vẫn chưa thực sự tốt nhất như kỳ vọng về nhiều mặt nên buộc phải hoàn thiện. Trước khi bước vào các trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026, các cầu thủ trẻ đúng là cần môi trường để phát triển, tích lũy kinh nghiệm nhưng có lẽ chưa phải trong đợt tập trung dịp FIFA đây sắp tới. Vì khoảng cách xa về năng lực so với các đàn anh lẫn đối thủ, vậy nên cuộc cách mạng nhân sự của huấn luyện viên Philippe Chelsea dù tốt nhưng dường như có vẻ hơi vội và hay đúng hơn chưa thích hợp ít nhất vào lúc này. Huấn luyện viên Philippe Chelsea tập trung lực lượng trẻ cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chelsea triệu tập cầu thủ đợt FIFA đầy tháng 10, chuẩn bị lực lượng hướng tới vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp trao cơ hội cho 33 cầu thủ, trong đó có tới gần một nửa quân số là các gương mặt ở lứa U23. Rất nhiều cầu thủ trẻ lứa U23 được huấn luyện viên Chelsea gọi lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu dịp FIFA đây diễn ra vào tháng 10, trong đó tâm điểm là trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Những sao trẻ là Nguyễn Văn Việt ở vị trí thủ môn, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Võ Minh Trọng ở hàng phòng ngự, Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toàn, Giáp Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc ở hàng tiền vệ, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn ở hàng tiền đạo. Sát cánh bên những cầu thủ trẻ, lực lượng chủ lực ở cấp đội tuyển quốc gia vẫn sẽ là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đã khẳng định được vị trí của mình như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 2 tháng 10 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng huấn luyện viên Chelsea sẽ không có đầy đủ lực lượng trong thời gian đầu vì nhiều tuyển thủ đang vướng lịch thi đấu giải trong nước và quốc tế. Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đang chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Trong khi câu lạc bộ Hà Nội đến Nhật Bản chạm trán chủ nhà Urawa Red Diamonds thuộc lượt đầu thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2023-2022. 14 vào ngày 4 tháng 10, còn câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu trên sân của câu lạc bộ Hougang United ở Singapore vào ngày 5 tháng 10 tại AFC Cup 2023-2024. Ngày 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu hai trận giao hữu quốc tế dịp FIFA đầy tháng 10. Lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Đây là những trận đấu chất lượng nhằm chuẩn bị cuối cùng cho đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức gia nhập cuộc đua tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh bắt đầu từ tháng 11 tới. Huấn luyện viên Philippe Chelsea tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Ngày 29 tháng 9, theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam,
nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng để hướng tới vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ xuất sắc trong đợt hội quân dịp FIFA Day tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, trong số 33 cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Chaussier lựa chọn vào danh sách tập trung thì số lượng các cầu thủ trong độ tuổi U23 chiếm gần một nửa. Các cầu thủ này đều là những gương mặt đã trải qua quá trình dài làm việc với nhà cầm quân người Pháp và cũng đã khẳng định được khả năng đáp ứng của mình trước những yêu cầu về chuyên môn của ban huấn luyện. Việc tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ góp mặt tại đội tuyển quốc gia được đánh giá không chỉ giúp đảm bảo tính liên tục trong quá trình phát triển của họ mà còn duy trì sự cạnh tranh tích cực trong đội hình đội tuyển cũng như tạo sự ổn định về lực lượng để hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong những năm tiếp theo. Điều này cũng được thể hiện rõ nét qua sự phân bổ đồng đều các cầu thủ trẻ lứa U23 tại các tuyến, trong đó có thể kể đến Nguyễn Văn Việt ở vị trí thủ môn, Lương Duy Cường, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Võ Minh Trọng ở hàng phòng ngự, Quốc Văn Khang, Hoàng Văn Toàn, Giáp Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc ở hàng tiền vệ, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn ở hàng tiền đạo. Tất nhiên lực lượng chủ lực ở cấp đội tuyển quốc gia vẫn sẽ là những chiến binh đã thành danh, dày dặn kinh nghiệm và đã khẳng định được vị trí của mình. Có thể dễ dàng điểm đến những cái tên trong danh sách được triệu tập như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 2 tháng 10 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy vậy, trong những ngày đầu tập luyện đội sẽ có nhiều khoảng trống về lực lượng do nhóm các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội và Hải Phòng đều vướng lịch thi đấu giải trong nước và quốc tế. Cụ thể, câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia 2023 diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Câu lạc bộ Hà Nội đến làm khách trên sân câu lạc bộ Urawa Red Diamonds của Nhật Bản vào ngày 4 tháng 10 tại AFC Champions League 2023-2024, trong khi câu lạc bộ Hải Phòng cũng thi đấu trên sân câu lạc bộ Hougang United của Singapore vào ngày 5 tháng 10 tại AFC Cup 2023-2024. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo câu lạc bộ chủ quản, nhóm các cầu thủ thuộc 4 câu lạc bộ nói trên mới có thể lên hội quân cùng đội tuyển. Để giải quyết bài toán về quân số trong những ngày đầu tập luyện, huấn luyện viên Philippe Chaussier cũng đã có sẵn phương án triệu tập 5 cầu thủ trẻ U20, U23 lên tập luyện chung cùng với đội tuyển, gồm hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Viettel, Nguyễn Đức Anh, Hà Nội, Trần Nam Hải, SLNA và 4 đối cầu thủ thuộc câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu là tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và hậu vệ Nguyễn Quang Huy. Việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ lên tập luyện chung cùng đội tuyển quốc gia cũng là một phần trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U23 quốc gia hướng tới vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Ngày 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Day tháng 10, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10, kết thúc hoạt động thi đấu tại Trung Quốc. Đội tuyển sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Day tháng 10, gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. 3 trận đấu chất lượng trong dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Nói trên cũng là bước chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức gia nhập cuộc đua tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh bắt đầu từ tháng 11 tới. Vì sao Công Phượng và Văn Quyết bị gạch tên khỏi tuyển Việt Nam? Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã lên danh sách hội quân đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Sáng ngày 29 tháng 9, nhưng không có tên của hai trụ cột Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Quyết. Lý do ông Chaussier loại Công Phượng khỏi đợt tập trung đội tuyển Việt Nam kỳ này khá rõ ràng. Vì ngôi sao xuất thân từ Lò Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều cơ hội thi đấu ở câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản, từ khi chuyển đến xứ sở Hoa Anh Đào chơi bóng cuối năm 2022. Tiền đạo sinh năm 1995 này chỉ có một trận được ra sân cho câu lạc bộ Yokohama. Gần đây, nhiều thông tin đồn đoán Công Phượng đã nhập quốc tịch Nhật Bản và muốn định cư tại đây. Tuy nhiên, bản thân Công Phượng cũng như phía đại diện cầu thủ này vẫn chưa xác nhận thông tin trên. Ở hai dịp FIFA Day tháng 6 và tháng 9 vừa qua, Công Phượng được huấn luyện viên Chaussier triệu tập lên tuyển quốc gia song không để lại nhiều ấn tượng vì phong độ thiếu ổn định. Trong khi đó, Văn Quyết là một trong những công thần của câu lạc bộ Hà Nội và được huấn luyện viên Chaussier triệu tập vào tuyển quốc gia khi chiến lược gia người Pháp lên nắm quyền. Ngôi sao sinh năm 1991 đóng vai trò quan trọng trong đấu pháp, chiến thuật của đội bóng thủ đô. Hiện câu lạc bộ Hà Nội đang tham dự đấu trường AFC Champions League 2023-2024 với mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng. Ở vòng 2 diễn ra vào ngày 4 tháng 10, Hà Nội FC sẽ làm khách trên sân câu lạc bộ Urawa Red Diamonds của Nhật Bản. Đội chủ sân hàng đấy cũng vừa chia tay nhiều cầu thủ nội chất lượng cao. Trong khi đó, dàn tân binh chưa thể bắt nhịp, làm quen với lối chơi chung của toàn đội.
Vì vậy, để hướng tới mục tiêu đạt kết quả khả quan ở sân chơi châu lục, Hà Nội FC buộc phải tận dụng tối đa kinh nghiệm cũng như bản năng của Văn Quyết. Đó cũng là lý do Văn Quyết không được huấn luyện viên Chelsea ở triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng để hướng tới vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Chelsea ở tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ xuất sắc trong đợt hội quân dịp FIFA Day tháng 10 này. Trong số 33 cầu thủ được ông Chelsea lựa chọn vào danh sách tập trung thì số lượng các cầu thủ trong độ tuổi U23 chiếm gần một nửa. Nòng cốt lực lượng ở cấp đội tuyển quốc gia vẫn sẽ là những gương mặt đã thành danh, dày dạn kinh nghiệm quốc tế, gồm thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Bình, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn. Theo kế hoạch tập luyện, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 2 tháng 10 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy vậy, trong những ngày đầu tập luyện đội sẽ có nhiều khoảng trống về lực lượng do nhóm các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội và Hải Phòng đều vướng lịch thi đấu giải trong nước và quốc tế. Em họ Công Phượng lên tuyển Việt Nam sắm vai đóng thế. Trong bối cảnh chưa có đủ quân số ở đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chelsea triệu tập một số cầu thủ trẻ đóng thế, trong đó có Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Philippe Chelsea đã lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Day tháng 10 với 33 tuyển thủ. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 2 tháng 10 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong những ngày đầu, đội sẽ có nhiều khoảng trống về lực lượng do nhóm các cầu thủ Công an Hà Nội FC, Thanh Hóa, Hà Nội FC và Hải Phòng đều vướng lịch thi đấu giải trong nước và quốc tế. Do đó, huấn luyện viên Chelsea đã có phương án triệu tập 5 cầu thủ trẻ U20 và U23 lên tập luyện chung với đội tuyển để giải quyết vấn đề quân số, gồm hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Việt Theo, Nguyễn Đức Anh, Hà Nội, Trần Nam Hải, SLNA và bộ đôi cầu thủ câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu là tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và hậu vệ Nguyễn Quang Huy. Trong đó, Nguyễn Thái Quốc Cường được biết đến với tư cách em họ tiền đạo Công Phượng, người không có tên trong danh sách tập trung đợt này. Quốc Cường sinh năm 2004, kém Công Phượng 9 tuổi, là một trong những tài năng trẻ sáng giá của khóa 4 học viện Hoàng Anh ra Leipzig. Cầu thủ này cũng mới được huấn luyện viên Chelsea triệu tập lên đội U23 Việt Nam cách đây chưa lâu. Ngày 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Trung Quốc thi đấu hai trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Day tháng 10, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, thầy trò ông Chelsea di chuyển sang Hàn Quốc thi đấu trận giao hữu cuối cùng dịp FIFA Day tháng 10 gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10.